kỷ niệm các ngày lễ một cách an toàn trong mùa dịch COVID-19. Năm nay, nếu bạn có kế hoạch đi thăm gia đình và bạn bè trong những ngày lễ, hãy nhớ cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc hoặc lây lan dịch COVID-19 là tiêm phòng, và lời khuyên này bao gồm cả trẻ em 5 tuổi hoặc lớn hơn. Dưới đây là một số lời khuyên chúng tôi muốn chia sẻ với bạn về cách để giữ an toàn khi bạn kỷ niệm ngày lễ. Đối với những trẻ em vẫn chưa đủ điều kiện để tiêm vaccine COVID-19, hãy bảo vệ chúng bằng cách đảm bảo rằng bạn và những người khác đủ điều kiện để được tiêm chủng ngừa. Nếu bạn đã được tiêm chủng đầy đủ, nghĩa là 2 tuần sau cả 2 liều vaccine Pfizer hoặc Moderna, hoặc một liều vaccine Johnson & Johnson, nhưng cộng đồng của bạn vẫn có tỷ lệ lây truyền COVID-19, chúng tôi khuyên bạn nên đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng. Bạn nên tránh những không gian đông đúc hoặc kém thông thoáng. Trong điều kiện thời tiết cho phép, ở ngoài trời vẫn là lựa chọn tốt hơn tụ tập với nhóm đông người. Nếu bạn đang tổ chức hoặc tham dự một buổi họp mặt và cảm thấy không được khỏe hoặc có các triệu chứng COVID-19, vui lòng có kế hoạch khác hoặc không tham dự. Và như mọi khi, hãy đi kiểm tra nếu bạn có các triệu chứng COVID-19 hoặc đã tiếp xúc gần với người bị COVID-19. Để biết thêm thông tin về nơi tiêm vaccine COVID-19 hoặc địa điểm xét nghiệm COVID-19, vui lòng truy cập vào trang web vaccheck.sctx.net hoặc covidcheck.sctx.net.